Xin chào anh chị Trong năm 2022 này đã diễn ra rất nhiều các cái biến cố bất ngờ Từ vĩ mô, chính trị, chính sách, rồi quốc tế, rồi chiến tranh vân vân Đã tác động rất nhiều đến Việt Nam Trong đó thì các nhà đầu tư bất động sản và các nhà đầu tư chứng khoán Bị ảnh hưởng rất là mạnh Thì uh, trên cơ sở đó thì dựa trên những cái nghiên cứu của mình cũng như là thực tế bản thân mình đã từng trải qua trên thị trường chứng khoán khoảng 15 năm thì chúng tôi nhận thấy rằng cần thiết cũng phải ngồi lại để trao đổi với quý nhà đầu tư, quý anh chị liên quan đến cái vấn đề tài chính cá nhân và đầu tư chứng khoán cũng như đầu tư bất động sản để từ đó có thể đưa ra xây dựng cho chúng ta một cái tài sản, một cái tháp tài sản tốt hiệu quả để chúng ta hướng đến tự do tài chính thay vì là những cái việc là phải rất là đau đầu đau khổ thậm chí đến tuyệt vọng như ở trên thị trường chứng khoán cũng như thị trường bất động sản trong cái thời gian cuối năm 2022 này. Thì ở cái nội dung đầu tiên này thì tôi muốn trao đổi đến quý anh chị liên quan đến cái tầm quan trọng của việc xây dựng tháp tài sản trước khi chúng ta tính đến cái việc đầu tư cổ phiếu. Thì đầu tiên là thực trạng khó khăn của thị trường bất động sản và chứng khoán chúng ta có thể cảm nhận được những anh chị nào ở trong cái thị trường này hay là thị trường crypto cũng thế thì bất động sản gần như là lâm vào cái tình trạng đóng băng giao dịch không có rất là khó đúng không ạ anh chị nào làm nghề về bất động sản thì cũng bị giảm doanh số rất nhiều anh chị nào mà mua bất động sản mà sử dụng nợ vay nhiều thì đang bị gọi là đóng băng thậm chí lãi suất tăng rất mạnh có thể dẫn đến gọi là mất thanh khoản hay là không thanh toán được lãi và gốc cho ngân hàng rồi đối với thị trường chứng khoán thì chúng ta chứng kiến một năm sụt giảm tuy không phải là mạnh nhất trong lịch sử nhưng mà cái độ khốc liệt thì nó là khốc liệt nhất từ năm 2000 đến nay tức là sau 22 năm à, trong cái bối cảnh kinh tế vĩ vĩ mô thế giới có khá nhiều khó khăn thì các nước khác cái thị trường chứng khoán nó cũng có sự khó khăn nhất định tuy vậy Việt Nam thì được coi là một cái điểm sáng uh, nhất nhì ở trên thế giới thậm chí là quốc gia chúng ta còn được nâng hạng mức tín nhiệm bởi vậy GDP thì tăng trưởng thuộc dạng top đầu thế giới, nhưng mà thị trường chứng khoán thì là lao dốc thuộc dạng mạnh nhất thế giới. Bất chấp cái bối cảnh này, các doanh nghiệp làm ăn vẫn tương đối tốt, lạm phát được kiểm soát thấp nhất thế giới. Đó là những cái mà khiến cho không ít các nhà đầu tư bất động sản, chứng khoán rồi crypto lâm vào cái trạng thái gọi là rất khó khăn, thậm chí tuyệt vọng, thậm chí tuyệt vọng. Thì điều này nó ảnh hưởng rất nhiều ít nhất là đến cuộc sống của mỗi người, sau đó là đến gia đình, rồi đến xã hội, vân vân. Chúng ta có thể thấy uh, một cái thực trạng thực sự rất đáng buồn như vậy. Vậy thì nguyên nhân đâu mà dẫn đến cái tình trạng như vậy? thì uh, chúng tôi cho rằng có một số các nguyên nhân chính sau. Đầu tiên đó là chúng ta gọi là bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Chúng ta tin vào cái kênh mà chúng ta đầu tư quản. thì thực sự chia sẻ cùng với anh chị như thế này chính bản thân uh, cá nhân tôi thì cũng đợt này cũng gọi là dồn khá nhiều vào cái kênh đầu tư cổ phiếu và dĩ nhiên là có những cái áp lực uh, khá là lớn không những là từ cái danh mục của mình mà từ danh mục của uh, những nhà đầu tư đồng hành cùng azfin rồi là từ rất nhiều các bên nữa thì điều này khi mà chúng ta bỏ tất cả trứng vào một giỏ thì khi cái giỏ đó nó xảy ra cái vấn đề gì thì sẽ rất nguy hiểm rất nguy hiểm. ví dụ như nếu chúng ta bỏ tất vào bất động sản chẳng hạn khi bất động sản đóng băng thì gần như chúng ta bị chặn mất cái nguồn tiền cái dòng tiền của mình tài sản của chúng ta bị giam hết vào đó giảm hết vào đó không có thanh khoản hay là đối với thị trường chứng khoán thế thì nó suy giảm rất là mạnh khiến tài sản bay hơi rất là nhanh đúng không ạ thì đấy là một cái nguyên nhân chủ yếu khiến cho chúng ta rất là áp lực áp lực khi mà cái diễn biến nó bất ngờ xảy ra bất ngờ xảy ra rồi là nguyên nhân thứ hai đó là một cái nguyên nhân vô cùng phổ biến đặc biệt là trên thị trường chứng khoán cũng như thị trường crypto đó là các nhà đầu tư tham gia vào những cái kênh này với tâm thế là lướt sóng trên đầu cá mập à, đa phần những nhà đầu tư đều là những người không chuyên những người tay ngang nhưng họ hàng ngày ngày nào họ cũng ngắm bảng ngày nào họ cũng nhìn giá và ngày nào họ cũng mong muốn mua ra bán vào liên tục liên tục như thế thì với cái việc là họ là người không chuyên mà họ lại lướt sóng như vậy thì cái rủi ro nó sẽ rất cao. Và đặc biệt khi lướt sóng như vậy thì người ta quen tay, gần như là đánh bạc ấy, Gần như đánh bạc chứ nó không không còn là đầu tư nữa. Bởi vì đầu tư là cái gì? Đó là đồng hành cùng những cái khoản đó, đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng hành cùng cái đối tượng chúng ta đầu tư để hướng đến lâu dài là nó làm ăn tốt, nó mang lại cái giá trị cho mình. Còn lướt sóng thì chỉ nhìn T3, T5 hay nhìn vài ngày mà thôi. Thì điều đó khiến cho nhà đầu tư ra quyết định quá nhiều. Từ đó sai lầm cũng rất nhiều theo. Và hệ quả là đa phần các nhà đầu tư lướt sóng có thể trong một giai đoạn nào đó họ kiếm được. Nhưng về lâu về dài thì cuối cùng lại trả hết lại với thị trường. Thậm chí cụt vào vốn. Cụt vào vốn. À, bởi vì là người ta làm không đúng sở trường của mình. Ngay cả anh văn phòng anh kỹ sư anh kỹ sư xây dựng chẳng hạn anh kỹ sư công nghệ thông tin thì cũng chia đinh cổ phiếu như dân chuyên nghiệp thì điều đó là một cái điều gọi là không hề hợp lý một chút nào thì uh, trong công việc thì chúng ta rất muốn tìm một cái công việc ổn định đúng không ạ tôi chứng kiến thì có những gia đình còn chạy cho con vào dạy mầm non mất cả trăm triệu rồi là chạy cho con vào công chức mất vài trăm triệu thì để chỉ để kiếm một cái công việc ổn định lâu dài đó bền vững nhưng khi đầu tư cổ phiếu thì mọi người lại ngược lại mọi người lại không muốn rằng à chúng ta đầu tư vào những cái doanh nghiệp tốt lâu dài nhìn vào giá trị của nó và trông chờ vào cái việc à nó sẽ mang lại những cái cổ tức mang lại những cái khoản sinh lời từ cái hoạt động kinh doanh tốt của mình mà chúng ta lại chuyển sang là ngắn hạn bấp bệnh đó nó hoàn toàn trái ngược chính vì thế cho nên là cái việc thua lỗ, cái việc áp lực, cái việc khó khăn nó là gần như tất yếu, gần như tất yếu và tự trùng lại thì à, cụ thể thì là như vậy nhưng tự trùng lại thì chúng tôi cho rằng cái nguyên nhân khó khăn gắn một cái bức tranh chung của chúng ta đó là cái việc hiểu biết và thực hành tài chính cá nhân còn yếu và hạn chế rất nhiều. đa phần mọi người nói đến kiếm tiền, tiêu tiền, vân vân tiết kiệm mọi người nói rất hay nhưng mà trong một cái bức tranh chung mọi người lại thường không được tốt lắm thậm chí là đa phần chúng ta còn không hiểu cái thực trạng tài chính của chính bản thân mình như thế nào chính bản thân mình như thế nào và chúng ta ra các cái quyết định mang tính rất cảm tính từ đầu tư từ tiết kiệm từ chi tiêu vân vân rồi giật gấu vá vai đó là một cái thực trạng chung của đa phần người dân Việt Nam vậy thì vậy thì chúng ta cần phải làm như thế nào Đúng không? cần phải làm như thế nào thì cái nguyên nhân gốc rễ của cái vấn đề chúng ta bị những cái khó chịu bị những cái khó khăn bị những cái áp lực ở trên thị trường chứng khoán đó là chúng ta không xây dựng cho mình được một cái chiến lược tài chính cá nhân một cách đầy đủ toàn diện và hợp lý với mỗi chúng ta thì tôi lấy ví dụ ở đây là về một cái phần gọi là tháp tài sản đi trong cái tài chính cá nhân của chúng ta đi thì tháp tài sản của chúng ta thì nó bao gồm tài sản vô hình, rồi tài sản phòng vệ, rồi là tài sản tạo ra thu nhập, rồi là tài sản tăng trưởng, rồi tài sản mạo hiểm. Những người tham gia crypto đa phần là những người trẻ, thì gần như họ còn chưa có tài sản vô hình, chưa có tài sản phòng vệ, chưa tài sản thu nhập, mà họ đã có tài sản rất mạo hiểm rồi, rất mạo hiểm rồi. Tương tự những người mà tham gia cổ phiếu, những người trẻ chẳng hạn, thì họ chưa chuẩn bị mình cho cho mình cái gì cả. Mà họ đã nhảy luôn vào ôn in vào toàn bộ cái tài sản à, tăng trưởng có tính cái rủi ro cao hơn thế do đó là khi những cái tài sản này có đổ vỡ chẳng hạn thì gần như là toàn bộ cái cơ cấu tài sản của họ bị sụp đổ hoàn toàn sụp đổ hoàn toàn thế do đó rất là áp lực rất là căng thẳng rất là căng thẳng tuy vậy thì đó là một một cái người ta gọi là ngược này. tức là xây tháp từ ngọn thì nó sẽ không thể bền vững được không thể bền vững được thì theo cái nguyên lý thông thường ấy đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng được cái năng lực các mối quan hệ sức khỏe trình độ của chúng ta thật tốt thì đấy là cái tài sản vô hình gắn với bản thân chúng ta đến suốt đời và chúng ta cần phải tập trung vào cái đó thật chắc chắn đã sau khi xây dựng được cái lớp đầu tiên đó là tài sản vô hình thì đến nửa lượt chúng ta xây cái lớp tài sản phòng vệ thì bao gồm đó là những cái tài sản lỏng để phòng ngừa những lúc chúng ta cần thiết ví dụ những lúc ốm đau những lúc gọi là bệnh tật những lúc gọi là gia đình cần thiết thì chúng ta sẵn đấy chúng ta có thể rút về chúng ta chi tiêu chúng ta làm việc luôn Đó. thì ở cái lớp tài sản phòng vệ này thì nó bao gồm bảo hiểm thì là nó bảo vệ cho chúng ta về sức khỏe về nguồn thu nhập gia đình về thu nhập còn có cả vàng có cả gửi tiết kiệm vàng đó là liên quan đến cái vấn đề tài sản thanh khoản cao quỹ dự phòng quỹ dự phòng của chúng ta rồi sau đó thì chúng ta mới lại xây tiếp đó đến cái tài sản mang lại một cái thu nhập gọi là cố định có tính an toàn cao đúng không ạ thu nhập thì thu nhập đây thì bao gồm ngoài lương chúng ta đi làm thì còn có gọi là lãi gửi tiết kiệm hay đầu tư trái phiếu mang lại cái lợi suất cố định bền vững cho chúng ta và có một cái dòng tiền cho chúng ta. Đó. Và sau khi xây xong cái tài sản thu nhập ấy, chúng ta có thể phân bổ thêm vào cái cổ phiếu, blue chip chẳng hạn hay là các cái quỹ đầu tư, hay là bất động sản đất nền. Và cuối cùng, nếu mà chúng ta xây được các cái nấc thang của cái tháp tài sản bền vững rồi, ấy, thì để lượt chúng ta có thể cho phép mình tham gia các cái tài sản gọi là mạo hiểm cao có thể kỳ vọng sinh lời cao đó là crypto coin bất động sản du lịch rồi hàng hóa phái sinh rồi vân vân nhưng theo tôi thì cái việc này thì là không cần thiết thực tế thì cái tháp này chúng ta chỉ cần xây dựng đến 4 tầng thôi là đủ bởi vì à, nếu mà chúng ta dành phân bổ quá nhiều cho cái tài sản mạo hiểm thì dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời gian cho công việc đó thì đa phần các nhà đầu tư những người dân của chúng ta thì cái việc xây dựng tài sản nó không được hợp lý như này không được hợp lý Đúng không ạ thì đây tôi lấy ví dụ một cái trường hợp đây là trường hợp về xây dựng tháp tài sản khá tốt thì đây là một anh bạn có cái cơ cấu tài sản ngắn hạn là 2 tỷ 620 triệu vào trong cái tháng 11 năm 2022 này thì trong đó tiền thì anh ấy để ở ngân hàng là khoảng 120 triệu thì tương đương với đâu đó khoảng 2 2 3 tháng chi tiêu hai tháng chi tiêu nhanh Người vàng thì đâu đó là có có 10 cây khoảng 670 680 triệu đầu tư tài chính ngắn hạn tức là gửi ngân hàng và một ít trái phiếu có kỳ hạn 6 tháng đến 12 tháng là 1 tỷ 830 triệu về tài sản dài hạn của anh này thì cũng đã xây dựng khá là tốt đó là nhà ở ô tô đó là các cái tài sản gọi là à, phòng vệ vững chắc của mình rồi an cư của mình rồi Thế nhà có chuyện gì xảy ra thì cũng đã có nhà có ô tô rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo bất động sản đầu tư thì anh ấy cũng có 5 tỷ 6, chứng khoán đầu tư thì 3 tỷ 7. Thì cái chứng khoán đầu tư này thì thực tế là nó đã lỗ mất 1 tỷ 9 rồi. Thực ra là anh này thì để khoảng hơn 3 tỷ thôi. Đâu đó khoảng độ 3 tỷ 6, 3 tỷ 7 nhưng lỗ mất 1 tỷ 9. Trong cái năm 2022 này thì còn cũng khoảng độ 1 tỷ 8, 1 tỷ 8. Rồi sau đó thì anh ấy bổ sung được thêm Đầu đó gần 2 tỷ tiền vào cái chứng khoán này từ các cái tài khoản về tiết kiệm cũng như là tiền còn trước đó thì cái tài khoản mua trái phiếu với tiết kiệm của anh ấy đầu tư tài chính ngắn hạn đấy gửi ngân hàng ấy, thì nó lên đến hơn 3 tỷ cơ hơn 3 tỷ cơ thì vừa rồi vừa bị lỗ mất tỷ chín và chuyển dịch vào nhặt thêm cổ phiếu nhặt thêm cổ phiếu đó thì lên đến 3 tỷ 7 để nợ vay của anh này thì không có nợ vay như vậy toàn bộ vốn chủ sở hữu Chính vì thế cho nên là vừa rồi thị trường chứng khoán có suy giảm mạnh thì cũng lỗ mất một cái khoản khá lớn 1 tỷ 9. Tuy nhiên thì so với tổng tài sản của anh thì không đáng bao nhiêu cả. Và cái lợi nhuận những năm trước của anh ấy có được từ bất động sản ấy từ chứng khoán ấy thì nó rất lớn và bất động sản rất lớn. Thế thành ra việc lỗ này thì nó cũng chỉ giảm bớt một phần cái kết quả của anh ấy trong quá khứ mà thôi. Đó, và thực sự là trong cái việc đầu tư chứng khoán này thì anh cũng đã rút tiền ra và anh cũng mua được một số mảnh đất một số mảnh đất và vừa rồi là anh ấy cũng bổ sung và thêm tiền để có thể là gia tăng cái số lượng cổ phiếu và như tôi được biết thì tuy với cái nắp của anh ấy chứng khoán còn có 3 tỷ 7 thôi tức là giảm khoảng 1 tỷ 9 thì trước đó đâu đầu tư khoảng 3 tỷ 8 3 tỷ 7, 3 tỷ 8 thì lỗ khoảng 1 tỷ 9 thì còn đâu đó khoảng độ 1 tỷ 8, 1 tỷ 9 thì đó thì anh ấy bồi bổ thêm gần 2 tỷ nữa cho thành 3 tỷ 7 và anh ấy tiếp tục nhặt thì với cái danh mục 3 tỷ 7 này nó so với đầu năm 2022 thì nó gần tương đương về mặt giá trị thôi về mặt chúng ta nhìn thấy con số thôi nhưng về mặt thực tế lượng cổ phiếu anh ấy cầm được thì đã cao hơn gấp 2 lần và lượng cổ tức của cái danh mục này bây giờ ấy nếu như đầu năm đâu đó danh mục ý cổ tức khoảng độ được khoảng độ nhìn 100 triệu một năm thôi thì đến bây giờ cái danh mục này của anh ấy cổ tức hôm vừa rồi cùng tính ra nó lên đến 240 triệu đồng trong một năm. Như vậy nếu mà chúng ta nhìn về cái bề mặt thì rõ ràng là tài sản bị giảm 1 tỷ 9 do cái cổ phiếu này. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào cái dòng cổ tức của anh ấy nhận được thì rõ ràng nó tăng lên rất mạnh. Tăng lên rất mạnh. Tăng hơn gấp đôi. Và lúc này chính là lúc anh ấy chuyển dịch dần các cái tài sản an toàn. Ví dụ như là đầu tư trái phiếu ngân hàng và gửi tiết kiệm anh chuyển dịch dần sang mua cổ phiếu với cái cổ tức lên đến 13 thậm chí 15% trên giá thì những cái cổ phiếu như thế thì nó lại hứa hẹn cái sự bền vững rất cao cho dù Việt Nam hay thế giới có rơi và suy thoái một vài năm đi chăng nữa thì cái lượng cổ tức đó nó vẫn rất lớn bởi vì các cái doanh nghiệp đó hoạt động bền vững như lĩnh vực điện nước hay là bất động sản khu công nghiệp đó còn nếu mà thị trường chứng khoán lại trở lại sớm thì những cái cổ phiếu sẽ sớm tăng giá cũng rất là mạnh Thì đây là một cái chuẩn bị rất tốt Còn về cái phần kết quả kinh doanh do vẫn tập trung vào cái công việc Thế thành ra là cái thu nhập từ công việc của anh rất lớn Cho dù có lỗ từ chứng khoán 1 tỷ 9 đi chăng nữa thì tổng lỗ thì đâu đó mới là 900 triệu thôi 900 triệu thôi Thì nó là một cái quy mô khá nhỏ so với vốn chủ sở hữu khoảng 15 tỷ như thế này thì đây là một cái người xây dựng cái cơ cấu tháp tài sản rất tốt đầu tiên là liên quan đến gọi là chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp thì nó tạo ra cái thu nhập lương rất tốt đấy là cái cấp đầu tiên Đúng không? cấp thứ hai là anh ấy đã có các cái tài sản phòng vệ đó là mua bảo hiểm có rồi có nhà có ô tô có các cái khoản um, quỹ dự phòng gồm có vàng gồm có tiền mặt thậm chí có đầu tư tài chính ngắn hạn rất nhiều Đúng rồi. rồi là có cái tài sản về tăng trưởng, đó là cổ phiếu, đó là bất động sản, đó. Và anh này thì quyết định là không tham gia các cái tài sản rủi ro hơn nữa, đó là crypto, coin, vân vân. Thì đây chính là một cái điển hình của một cái tháp tài sản rất tốt, đó, rất tốt. Trong ngắn hạn thị trường rất khó khăn như này mà anh ấy lỗ có ít như vậy và đang sẵn sàng một lượng tiền lớn để tham gia các cái kênh, ví dụ như là anh ấy cũng xác định rồi có bổ sung vào chứng thế này thôi còn lại cái lượng đầu tư tài chính ngắn hạn kia thì anh ấy đợi đến năm 2023 nếu thị trường chứng bất động sản có xảy ra việc gọi là bán tháo ồ ạt chẳng hạn thì anh ấy sẵn sàng nhảy vào mua thêm một cái bất động sản nữa hoặc nếu có thể thì có thể mua thêm hai cái bất động sản nữa thì đấy là những cái cơ hội rất tốt cho người ta gia tăng cái tài sản và sau này thì khi nó tăng giá chẳng hạn thì tự nhiên là tài sản của chúng ta tăng rất là nhanh đó thì bây giờ là lúc để tích lũy cái số lượng tiếp theo ngược lại thì có một anh xây dựng tài sản chưa tốt lắm ví dụ ở trường hợp này ở về cơ bản nhà ô tô thì anh có rồi nhưng mà cái một cái điều rất nguy hiểm của anh ấy là các cái tài sản khác của anh ấy rất kém anh ấy dồn rất nhiều vào chứng khoán và đặc biệt là trong cái phần nợ vay của anh ấy lên đến 3 tỷ 8 thì vay này thì ngày trước là có vay liên quan đến mua nhà ô tô một phần ngoài ra còn vay để mua chứng khoán nữa Đó. thế thành ra là cái nợ vay nó lên đến 3 tỷ 8 3 tỷ 8 chính vì thế cho nên là khi thị trường chứng uh, khoán khó khăn giai đoạn vừa rồi thì cái thì chứng khoán của anh ấy đã lỗ tới 3 tỷ 3 3 tỷ 3 thì do đó rằng là cái làm làm cho cái thu nhập của năm 2022 là âm những 3 tỷ 3 âm những 3 tỷ 3 bởi vì gánh thêm cái chi phí lãi vay vân vân rất là nhiều đó thì khi mà xây dựng cái tháp tài sản này chưa tốt thì rõ ràng rất là nóng mắt Thậm chí trường hợp này chưa phải là một trường hợp bi đát nhất Còn nhiều trường hợp khác bi đát hơn rất nhiều cả. Bi đát hơn rất nhiều Đúng không ạ? Thì đấy là những cái ví dụ như vậy Còn việc như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái việc xây dựng tháp tài sản là rất quan trọng Vậy thì chúng ta xây dựng tháp tài sản như thế nào? Đầu tiên thì nguyên tắc của chúng ta là phải xây từ dưới lên trên Tức là đầu tiên phải chuẩn bị cho cái năng lực mối quan hệ sức khỏe của chúng ta thật tốt đã. Rồi tiếp đó là phân bổ vào bất động sản, à, phân bổ vào bảo hiểm một phần. Rồi bất động sản để ở chính là cái nhà của chúng ta để an cư đấy. An cư đấy. Và có dự trữ tiền mặt hoặc vàng hoặc gửi ngân hàng ngắn hạn để nhằm mục đích gọi là cái quỹ dự phòng chi tiêu. Rồi tiếp theo mới đến cái nấc tài sản thứ ba là nấc tài sản thu nhập đầy mạnh. Đúng không ạ? đó là lãi tiết kiệm đó là trái phiếu đó là vân vân và cuối cùng cái nấc thứ tư mới là nấc cổ phiếu blue chip quỹ đầu tư bất động sản nền mang tính chất đầu tư lâu dài đầu tư lâu dài nhé chứ không phải là kinh doanh chết đinh còn nếu mà kinh doanh cổ phiếu chết đinh cổ phiếu hàng ngày thì nó thuộc cái lớp gọi là mạo hiểm ở phía trên rồi đấy là đầu tiên là phải xây từ đáy lên trên một cách bền vững thứ hai để để đáy hay đế của nó mà càng rộng ý, thì càng chắc chắn tức là cái năng lực mối quan hệ sức khỏe của chúng ta càng tốt ý, thì chúng ta có thể bất chấp được nhiều khó khăn rồi là nhà ở rồi là bảo hiểm rồi tài sản dự phòng của chúng ta mà tốt ý, thì rõ ràng chúng ta chống chọi với các cái cơn bão sẽ rất tốt đúng không ạ thì cái nguyên tắc thứ hai đó là đế càng rộng thì càng chắc chắn Tuy nhiên thì nó cũng có điểm yếu của nó Đế mà rộng quá Thì nó lại khiến cho chúng ta chậm hơn trong cái quá trình tự do tài chính Nhưng đây là một cái bài toán đánh đổi giữa sự Tăng trưởng và sự an toàn Đó, Sự tăng trưởng và sự an toàn Thì chúng ta cần phải cố gắng cân bằng Cân bằng một chút Và thứ ba là chúng ta phân bổ đa dạng tài sản Là một cái điều hết sức cần thiết Phải phân bổ Đa dạng ra Chứ không nên để tất cả vào một cái nhóm thì chính cái điều này thì tôi cũng chia sẻ cái bài học của cả cá nhân tôi đó Tức là mình nghĩ rằng, mình thấy rằng cái năng lực về đầu tư chứng khoán của mình rất tốt Khi đó thì mình bỏ hơi nhiều vào vào cái chứng khoán, vào cái cổ phiếu Thế do đó là có những cái áp lực rất lớn lên bản thân mình Lên bản thân mình đó. Tuy vậy thì sau lần này thì tôi cũng tin rằng là tôi cũng sẽ phân bổ một cách rộng hơn một chút tất nhiên là tôi cũng có phân bổ liên quan đến các lĩnh vực khác nhưng mà nó nhỏ hơn nó ít hơn chính vì thế đó, cho nên gây ra rất nhiều những cái áp lực lớn thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên đa dạng hóa và cũng không nên tự tin quá nhiều mà bỏ nhiều quá chứng vào một giờ đúng không ạ và cái điều này thì tôi cho rằng là thứ nhất là nó rất cần thiết thứ hai là nó bắt buộc đối với mỗi chúng ta mỗi chúng ta và thứ tư trong cái nguyên tắc xây dựng tháp tài sản đó là hãy để đường lùi cho bản thân không nên cái gì cũng găng quá không nên cái gì cũng mạnh quá và chúng ta hãy thực hiện nó đúng chức năng của nó đúng chức năng của mỗi cái nấc trong cái tháp tài sản đúng chức năng của nó ví dụ đầu tư cổ phiếu thì hãy hướng đến đúng chức năng của nó là đầu tư dài hạn xây dựng một cái nguồn thu nhập cao bền vững tăng trưởng trong tương lai thay vì việc chúng ta biến nó thành kinh doanh cổ phiếu nếu chúng ta biến nó thành kinh doanh cổ phiếu thành chết đinh hàng ngày thì cũng không khác nào chúng ta biến nó thành coi như là cái công việc chính của chúng ta nhưng mà thực tế công việc chính của đa phần nhà đầu tư lại là, là công việc khác đó khi thị trường thuận thì tất nhiên nó có thể mang lại thu nhập cho chúng ta nhưng mà khi thị trường bị đảo người ở ngược chẳng hạn thì đó chính là cái nó giết chúng ta đó thì anh chị hãy để đường lùi cho bản thân chính mình mình Đúng không? và tiếp theo đó là cái tháp tài sản thì tháp tài sản nó lại chỉ là một phần nhỏ trong cái hiểu biết và thực hành tài chính cá nhân của mỗi người mà thôi thì AZFIN Việt Nam thì cũng qua ít nhất là cũng gần 4 năm nay nghiên cứu rất nhiều về tài chính cá nhân thì chúng tôi rút ra được rằng để vận hành được tài chính cá nhân một cách trơn tru hiệu quả hướng đến tự do tài chính sớm và nhanh thì chúng ta cần phải thực hành năm yếu tố đầu tiên là kiếm tiền phải hạnh phúc tức là chúng ta kiếm tiền chúng ta làm việc ấy thì phải tập trung vào những cái công việc nào mà chúng ta yêu thích này xã hội cần này chúng ta có thể làm tốt này và chúng ta được trả công một cách xứng đáng trả công một cách cao đó thì khi đó cái việc chúng ta đi làm nó sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Và vì sao kiếm tiền phải hạnh phúc? Bởi vì rất đơn giản như này. Hơn một nửa đời người chúng ta đó là dành cho công việc anh chị ạ. Rồi những cái ngày chúng ta đi làm anh chị thấy vấn sao? Ngoài 8 tiếng hành chính ở công ty thì chúng ta còn có thời gian ở buổi trưa cũng ở công ty, rồi trước khi đến công ty thì chúng ta cũng phải có một quá trình từ nhà đến công ty nó cũng mất nửa tiếng một tiếng đồng hồ chẳng hạn rồi lúc đi về rồi thậm chí là nhiều lúc chúng ta gọi là phải làm việc thêm tận đêm chẳng hạn hay là chúng ta phải đi công tác đây đây đó dài ngày hoặc hay là chúng ta còn phải đi tụ tập với anh em trong công ty đi gặp đối tác đi vân vân thì do đó là cái công việc mà nó kiếm tiền mà nó không hạnh phúc được ấy, thì coi như chúng ta giết chết nửa cuộc đời của chúng ta rồi cái thứ hai Khi kiếm tiền được hạnh phúc vui vẻ rồi Sống và tận hưởng rồi Thì chúng ta cần phải biết tiết kiệm một cách kỷ luật Thì cái tiết kiệm này Thì Việt Nam là có truyền thống Cha ông của chúng ta có truyền thống Thì chúng ta cần phải học hỏi cha ông Đó là tiết kiệm phải rất kỷ luật Và theo cái nguyên tắc đó là tiết kiệm trước khi tính đến việc chi tiêu vân vân và thứ ba nữa là chúng ta cần phải chi tiêu thông thái theo một cái phong cách gọi là phong cách của người Nhật Bản. Cái gì đáng, cái gì cần, cái gì đáng, cái gì trọng. Cái gì cần phải ưu tiên trước. Đó. Ngoài ra thì cái chi tiêu ấy tốt nhất ấy nó phải thấp hơn so với cái tầm thu nhập của mình. Tức là ví dụ anh là giám đốc thì anh chi tiêu bằng mức của trưởng phòng thôi anh là trưởng phòng thì anh chi tiêu của mức của nhân viên cao cấp thôi. Đó. Thì khi đó thì chúng ta sẽ sớm có được những cái khoản tích lũy, những nguồn tích lũy rất lớn dành cho mục đầu tư và tự do tài chính có thể sớm hơn. Và thứ tư đó là chúng ta phải biết bảo vệ thông minh. Bảo vệ ở đây nó bao gồm cả liên quan đến bảo hiểm, liên quan đến rất nhiều các cái yếu tố khác nữa. Và cuối cùng đó là để có thể tự do tài chính sớm thì chúng ta cần phải đầu tư một cách hiệu quả thì khi đầu tư hiệu quả hơn thì rõ ràng là việc hướng đến cái tự do tài chính thì nó cũng sẽ sớm hơn sớm hơn Đó. thì nếu mà chúng ta làm tốt cả năm cái yếu tố này một cách bền vững và tuân thủ kỷ luật lâu dài thì rõ ràng con đường đến với tự do tài chính của chúng ta nó sẽ sớm hơn rất nhiều thì uh, trên đây là những cái chia sẻ trao đổi của từ kinh nghiệm bản thân cũng như từ những cái nghiên cứu đúc rút ra của chúng tôi qua nhiều năm muốn gửi gắm đến anh chị trong cái chương trình tài chính cá nhân này thì rất hy vọng rằng nó sẽ giúp anh chị được phần nào trong cái việc cơ cấu tài chính cá nhân. Và từ những phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ làm rất nhiều về cái việc cơ cấu và tư vấn tài chính cá nhân cho các anh chị cụ thể từng người từng người một để hướng làm sao xây dựng cái nền tài chính cá nhân cho anh chị một cách tốt đẹp một cách bền vững để sớm có thể tự do tài chính sớm có thể tận hưởng được mối cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ở đất nước xinh đẹp của chúng ta xin chào và hẹn gặp lại ở các phần sau